Xin chào buổi sáng nhá, chào mọi người nhá. Mình mọi người vào đông đông rồi mình chia sẻ nói này. Sáng nay mình lại thêm một buổi làm việc với các lãnh đạo, giải trình vài cái việc mà mình trong cái thời gian qua mình live stream ở tại trên mạng xã hội và Facebook. Xin chào tất cả anh chị em cô dì chú bác, chào mừng tất cả mọi người nhé. Vâng, em cảm ơn anh nhé. Vâng, chào anh. Chào anh Trường. Chào anh Nhiên. Hôm nay là mình lại làm việc với lại các lãnh đạo như thế này. Là mình xin đính chính lại sự việc như này. Là mình công tác hiện tại là công tác tại đơn vị trại giam Xuân Lộc. Đấy. Nhưng mà cái quá trình mình tố cáo sự việc trên Facebook ấy là đơn vị trại giam Thủ Đức và trực tiếp là đại tá Lê Bá Thụy và lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức, chứ không phải là mình tố cáo ở tại trại giam Xuân Lộc nha các bạn nhá. Tại sao mình lại tố cáo mình ở Xuân Lộc mà mình lại tố cáo ở đơn vị trại giam Thủ Đức? Tại vì mình là người công tác tại đơn vị trại giam Thủ Đức là 17 năm. Mình công tác tại đơn vị trại giam Thủ Đức là 17 năm nha các bạn nha. Và mình mới bị điều chuyển sang đơn vị trại giam Xuân Lộc được mấy tháng thôi. Không rõ nguyên nhân, không rõ lý do. Đưa đi không có bất cứ một lý do gì cả, không có đơn thư và không có sự mong muốn và nguyện vọng được đến công tác tại trại giam Xuân Lộc. Nhưng các bạn biết vì sao là mình bị đẩy đi không? Tại vì lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức muốn đưa mình đi để mình không công bố hay công khai những cái việc mình biết về đơn vị trại giam Thủ Đức và những cái việc làm của lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức. Nên là lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức đã đưa mình đi, điều chuyển mình đi đơn vị khác. Và hiện tại mình được đang công tác tại đơn vị trại giam Xuân Lộc. Là mình xin đính chính sự việc như thế để anh em bạn bè, cô dì chú bác trên Facebook nắm rõ được sự việc. Và những cái gì mà mình nói là hoàn toàn đúng sự thật. Và tố cáo ở đây là tố cáo công khai, chứ mình không bịa đặt sự việc. Và nhiều người lên trên Facebook bình luận mình, nói là mình là phản động và nói mình là thằng ngáo, nói mình là làm mất hình ảnh chiến sĩ. Thì tôi sẽ nói này này, cái việc tôi tố cáo về một cấp lãnh đạo cao, một cấp hàm cao như đại tá như vậy, nó không phải là đơn giản. Bởi vì mình cũng không thể nói xấu được. Ở đây tại sao là tôi phải lên đây là tố cáo? Bởi vì tôi đã ra ngoài cục và gặp lãnh đạo cục và trình bày sự việc với lãnh đạo cục, nhưng không được sự giúp đỡ thì tôi buộc lên đây tôi tố cáo. Và tôi tố cáo công khai nhờ đến cộng đồng mạng giúp đỡ. Hôm nay các đồng chí làm việc với tôi, hỏi tôi là nói tôi là sử dụng hình ảnh người chiến sĩ mặc quân phục lên Facebook tố cáo là sai. Tôi yêu cầu là nếu tôi sai thì kiểm điểm tôi, kỷ luật tôi chịu. Nhưng trong luật không hề có điều khoản ghi rõ là không được mặc quân phục lên đây tố cáo hay là nói xấu. Nhưng mà tôi đây tôi không nói xấu, mà cái này là tôi tố cáo công khai, mà trong luật là cho phép được tố cáo công khai. Tôi đã gặp lãnh đạo cục nhưng không được sự giúp đỡ thì tôi buộc phải tố cáo công khai, và tôi nhờ sự giúp đỡ của cộng đồng mạng giúp tôi chia sẻ những cái việc tôi đi tố cáo và những cái việc làm sai phạm của lãnh đạo. Để làm gì? Có cộng đồng mạng chia sẻ thì sẽ có sự vào cuộc của lãnh đạo trung ương, có sự chỉ đạo của trung ương mới trả lại cái sự minh bạch cho tôi. Và những việc mà tôi đáng ra là phải được như vậy. Tại các bạn biết không,
Bây giờ tôi có chia sẻ một cái Facebook vào ở trên Facebook của tôi ấy, là về trường hợp của một anh Nguyễn Văn Hưng tại trại giam Xuyên Mộc. Nay là anh đã là cấp hàm trung tá rồi. Nhưng các bạn biết anh gửi đơn bao nhiêu lâu không? Nếu mà tính theo số đơn mà hiện tại anh đã gửi đơn lên bộ, lên cục, nếu mà tính ra thì là phải mấy chục ký đơn. Bạn biết là mấy chục ký đơn rồi. Bạn biết là giấy nó rất là nhẹ, mà gửi tới mấy chục ký đơn thì các bạn biết là nó số lượng nó nhiều như thế nào. Mà bây giờ cứ mòn mỏi hết năm này sang năm khác, chờ đợi hết tháng này qua tháng khác. Mà mẹ vợ của đồng chí ấy, người nhà đồng chí đấy đã già rồi. Có già rồi mà bao giờ để lấy được lại những cái gì mà đồng chí đấy đáng ra được, mà những cái gì đồng chí ấy đã mất. Mà việc 10 rõ 10 như vậy, tại sao lại không làm việc, tại sao không xử lý? Cũng giống như tôi vậy, tôi đã ra trình báo lãnh đạo cục nhưng không được sự giúp đỡ, thì tôi buộc phải lên đây tôi công khai, tố cáo công khai để được sự giúp đỡ của cộng đồng mạng. Nhờ đó mới được cấp lãnh đạo trung ương như bác bộ trưởng hay bác thứ trưởng, bác chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, bác thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc xem được những gì tôi tố cáo đây, những cái gì tôi nói ở trên Facebook là hoàn toàn đúng sự thật và tôi chịu trách nhiệm trước lời nói của mình. Thì từ cái đó mong rằng có sự chỉ đạo của cấp lãnh đạo trung ương vào cuộc làm việc, thì mong rằng tôi hay như đồng chí Hưng, trung tá Hưng tại trại giam Xuyên Mộc mới mong có ngày sớm nhất để được đòi lại được cái quyền lợi của bản thân mình. Như tôi đã từng nói, cái việc tôi công tác tại đơn vị trại giam Thủ Đức, như việc đồng chí ban lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức đã trừ tiền, lấy tiền lương của tôi, không phải riêng mình tôi mà rất nhiều cán bộ chiến sĩ khác trừ trực tiếp trên lương của tôi. Cái đó là hoàn toàn sự thật, bởi vì tôi không thể nói vậy được. Và tôi cũng đã yêu cầu thanh tra cái sự việc là ăn chặn, lấy lương, trừ lương. Nhưng thử hỏi, những việc tôi nói như đây mà những người vào xem, bình luận và nói tôi là phản động, thì thử hỏi nếu những người mà làm sai và những người làm vi phạm đến mức là vi phạm pháp luật mà không bị xử lý, thì thử hỏi xem thì ai mới là người phải giữ hình ảnh. Thế nhưng tại sao nếu mà những người mà tôi tố cáo mà bị xử lý và trả lại sự công bằng cho tôi thì tôi có lên đây tố cáo không? Đúng không ạ? Tôi tố cáo để làm gì? Để tôi tố cáo để làm trong sạch, để những người làm sai làm bậy phải được xử lý. Còn lên đây trên Facebook của tôi có người vào bình luận nói là tôi nghỉ rồi. Nhưng tôi xin đính chính là hiện tại tôi đang đeo cấp hàm đại úy và công tác tại trại giam Xuân Lộc. Nhá, là tôi chưa nghỉ. Và trại giam Xuân Lộc, tôi không hề tố cáo ở đơn vị lãnh đạo trại giam Xuân Lộc mà tôi tố cáo đơn vị Thủ Đức, bởi vì tôi công tác tại đơn vị Thủ Đức, tôi làm việc tại đơn vị Thủ Đức, đơn vị trại giam Thủ Đức, tôi công tác tại đó là 17 năm và tôi mới được chuyển ra qua đơn vị trại giam Xuân Lộc hiện nay là mới được khoảng 6 tháng thôi, 5 tháng thôi đó.
những sai phạm nó là 10-10 là rõ 10, nó là nghiêm trọng. Các bạn biết không, với cái mức lương của tôi và cái thu nhập của tôi là 13 triệu một tháng, tôi chỉ nói cho các bạn, nếu mà tôi là 13 triệu một tháng đi, các bạn thông cảm nhá, tàu đi ngang qua nó rất là ồn. Tôi là người trực tiếp, cái mức lương của tôi nhận là 12.700.000 khi đang ở trại giam Thủ Đức, mà đơn vị trừ một ngày lương, nhưng mà khi mà bị trừ là trừ 502.000, thì cái với cái đó là có phải một mức lương không? Nhưng khi mà bị trừ 502.000 cho là báo cáo nộp một ngày lương hay là ủng hộ một ngày lương, đó là cái tiền của cán bộ chiến sĩ đó ra ngoài cục hay là đến cái đơn vị nào được ủng hộ. Ví dụ cán bộ tôi là cấp hàm đại úy, ăn mức lương là 12.700.000 đi, đúng không? Mà trừ 500.000, mà cái con số thực các bạn nhân ra là tôi tành bao nhiêu tiền trong cái số đó. Nhưng nếu con số đây, nếu mà đúng ra trừ ủng hộ chỉ là cái mức lương cơ bản thôi, mà tính ra mức lương cơ bản hiện tại của tôi là chỉ có 8 triệu đồng, thì 8 triệu đồng các bạn tính ra là có phải là tôi là một tháng là hai trăm mấy nghìn một tháng, 200 mấy chục ngàn một tháng, mà trừ tôi 500.000, thử hỏi đơn vị trại giam Thủ Đức là có gần 1.000 cán bộ chiến sĩ, mà trừ 500.000 một người, thì thử hỏi xem là trong đó là mỗi một người bị lấy mất thêm mấy trăm ngàn, bị lấy mất thêm 200.000, mà 200.000 nhân với 800 người. Cái lúc thời điểm đấy, tôi ở Thủ Đức có thời điểm cán bộ chiến sĩ lên tới 1.200 cán bộ chiến sĩ, mà tôi chỉ lấy cái mức trung bình là tầm 800 cán bộ chiến sĩ thôi. Thì thử hỏi 800 cán bộ chiến sĩ đó nhân với chỉ gần đấy 200 người thôi thành bao nhiêu tiền? Phải nói là một cá nhân thì nó là ít, nhưng mà nhiều con người nó là rất nhiều tiền, đúng không các bạn? Cái đó là ăn chặn tiền của cán bộ chiến sĩ ấy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là tôi nằm trong khu vực công tác, khu vực khó khăn, nằm trong khu vực khó khăn ấy, là được hưởng theo chế độ 116 của Thủ tướng Chính phủ là ăn 70% lương. Sau khi được ăn 70% lương và được truy lĩnh, khi có quyết định ăn và được, từ khi bắt đầu có cái nghị định 116 là cái đơn vị mình đóng quân được nằm trong cái khu vực đó và được hưởng cái mức lương ăn 70% lương đó, và cho đến khi được chính thức nhận là khoảng mấy tháng sau được nhận, thì bắt đầu khi mà tôi truy lĩnh được cái số tiền 70%, được ăn hưởng 70% đó, thì lãnh đạo đơn vị trừ đi cái gì, trừ đi 3 tháng lương của tôi và tất cả các đồng chí cán bộ chiến sĩ ở trong đơn vị được hưởng cái mức đó. Thì mỗi người trừ đi 3 tháng lương thì mỗi người là, các bạn biết là bao nhiêu triệu một người không? Và nhân lên với cái số mà tất cả những cán bộ chiến sĩ mà được hưởng cái mức lương đấy mà bị trừ mỗi người 3 tháng, thì các bạn biết là bao nhiêu tiền? Không phải là ít, đúng không? Tôi là người trực tiếp bị trừ, và tôi là người trực tiếp ở cái nơi đóng quân như vậy, là cái thứ nhất. Cái thứ hai là sau khi tôi ở đơn vị
nơi đóng quân khó khăn là nơi cái nơi mà vùng được hưởng 116 là 70% khu vực khó khăn đấy, mà đi ra một vùng khác thì tôi được hưởng 10 tháng lương chuyển vùng công tác từ nơi khó khăn ra được 10 tháng lương. Thì đến nay lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức không làm cho tôi và không phải một mình tôi mà còn rất nhiều cán bộ chiến sĩ khác, thì thử hỏi cái tiền mà được hưởng 10 tháng lương từ vùng khó khăn sang vùng khác thì cái số tiền ấy đi đâu, vào túi ai, mà ai là người chỉ đạo cái quyết định đó, và ai có thể chỉ đạo được trừ cái số tiền đó. Bản thân tôi không thể tự hỏi được, mà tôi hỏi cũng không ai trả lời. Cái đó là tôi đã hỏi rồi và có cuộc họp rồi, giống như thì còn các nguồn tiền khác, bữa sau tôi sẽ nói lên cái nguồn tiền mà còn lấy tiền của cán bộ chiến sĩ và những người mà công tác cùng với tôi đã đi học rồi chẳng hạn, đã đi học và chuyển công tác, chuyển vùng công tác hay là chuyển đơn vị công tác, nhưng vẫn có danh sách, vẫn có danh sách vẫn có danh sách được nhận cái tiền ở cái nơi đơn vị được hưởng cái tiền đó, nhưng làm danh sách được lấy cái tiền đó, nhưng cái người thực sự đã chuyển đi lại không được nhận cái tiền đấy, thì thử hỏi cái tiền đó nó đi đâu và túi ai, đúng không ạ? Các bạn phải biết rằng tôi lên đây tôi nói và tôi tố cáo công khai như thế này nó không phải là phải dễ dàng đâu, nên nhiều người vào là like của tôi xem và chửi này nọ. Thì tôi mong các bạn, nếu các bạn không thích hay có thể là bạn là con cháu hoặc người nhà của những đồng chí lãnh đạo đó trực tiếp lên đây chửi tôi hay như thế nào đó thì tôi không để ý. Còn những đồng chí, cũng có thể có những đồng chí ở đơn vị khác hoặc công tác cùng tôi là nói là tôi nói xấu ngành, nhưng cái này không phải là nói xấu. Cái này đừng sợ ảnh hưởng đến bộ mặt, mà mình đừng nghĩ giống như kiểu con mình xấu thì mình phải nói là con mình xấu. Nếu mà mình bao che đi cái xấu của con mình, đúng không? Mình bao che đi cái việc làm xấu của con trai mình, tức là mình nuôi dưỡng nó cái một tiềm thức rất là xấu. Mình không, mình sai, con mình sai, mình phải dạy con mình đúng, mình phải đánh cho con mình sửa thì con mình nó mới ngoan được. Nhưng đằng này mình bao che cho con mình, bao che cho con mình thì con mình nó sai, nó càng sai, mà cứ thế nó làm sai. Thì bởi vì sao? Bởi vì mình bao che cho con mình thì chắc chắn con mình nó lần sau nó sẽ sai tiếp, nó sai nó sẽ bảo bố mẹ mình sẽ lại bảo vệ mình. Mà mình muốn con mình tốt thì mình không được bao che, mà mình phải đấu tranh, mình phải nói lên sự thật. Để làm gì? Để nó xấu hổ. Nó xấu hổ thì nó sợ. Mà nếu mà giống như kiểu mình, tôi tố cáo ở đây, tố cáo nếu xử lý các sai phạm như vậy thì những đồng chí khác lấy đó làm gương, làm sao dám sai phạm được, đúng không? Khi những đồng chí nhìn thấy cái sự việc bị xử lý, bị kỷ luật hay là mức vi phạm, mà cái mức vi phạm ở đây là tôi thấy là cần phải, một là lột áo, bởi vì ăn chặn tiền trên chính cái đồng tiền mà cá nhân tôi hay những đồng chí khác được hưởng này. Và tôi cảm thấy này, tôi không xấu hổ, bởi vì tôi ăn cơm đảng mặc áo dân, tôi ăn cơm của mọi người đóng thuế, của nhân dân đóng thuế cho tôi đấy, chứ tôi không ăn cơm bảo của ai đâu. Nên là tôi có quyền được nói ra những cái việc sai phạm mà tôi cảm thấy đó là trách nhiệm của tôi, tôi cần phải nói, đúng không ạ? Tôi cần phải nói lên cái sự thật đó.
Nếu như sự việc được xử lý một cách công khai minh bạch và trả lại sự công bằng cho bản thân tôi hay những đồng chí khác thì sẽ không bao giờ có những chuyện giống như hôm nay tôi lên đây. Giống như hồi sáng nay này, sau khi tôi làm việc với các đồng chí lãnh đạo nói tôi lên Facebook tố cáo như vậy là sai, sử dụng hình ảnh là sai. Nhưng mà tôi nói là trong luật không có quy định trong luật được. Có quy định là được tố cáo công khai. Còn không có quy định, luật ghi là không có quy định là sử dụng hình ảnh. Mà tôi là ăn cơm đảng mặc áo dân, mà tôi là chiến sĩ công an, tôi có phải xin mượn hình ảnh của người khác hay là của ai đó đâu. Quần áo của tôi được nhà nước phát, và tôi là làm việc ở đâu thì tôi nói tôi làm việc ở đấy, và tôi bị như thế nào thì tôi sẽ nói là tôi bị như thế nào. Và ai làm sai với tôi, ai làm sai ở góc độ nào thì tôi chỉ ra cái việc làm sai của người đó, đúng không ạ? Thì tôi không hề nói xấu ai cả. Tôi không hề nói xấu ai. Tôi chỉ nói lên cái sự thật về cái việc làm của đồng chí lãnh đạo đó. Và tôi yêu cầu lãnh đạo cấp trung ương vào cuộc để xử lý cái sự việc này. Không những cho tôi và nhiều đồng chí khác, hay như đồng chí đương tại trung tá đơn vị trại giam Xuyên Mộc đã công tác bao nhiêu năm nay, đi làm đơn thư khiếu nại tất cả mọi nơi, đến nay là số đơn mà nộp lên tới tính theo ký đơn nó phải 40+ ký đơn giấy rồi. Nhưng đến giờ này người mẹ già gần đất xa trời rồi vẫn chưa tìm lại được cái mà bà đáng ra được hưởng, cái của bà đáng ra bị mất một cách vô lý. Cái mà bà đã bỏ công bỏ sức ra gầy dựng và lao động cải tạo trên cái mảnh đất đấy mà bị lấy một cách trắng trợn. Mà chưa hề được giải quyết. Thế không lẽ cứ hết năm này sang năm khác đi làm đơn, đợi đến lúc mà làm đơn thì chắc súng lỗ, làm đơn mà đến khi mà giải quyết xong thì có khi súng lỗ rồi, đúng không ạ? Tại vì sao tôi phải như này? Tại vì tôi mượn mạng xã hội để tôi tố cáo công khai, và tôi nhờ cộng đồng mạng xã hội chia sẻ cái live stream này của tôi. Để làm gì? Nhờ có các bạn thì bác Bộ trưởng Tô Lâm mới xem được, bác Nguyễn Xuân Phúc xem được, bác Nguyễn Phú Trọng xem được, bác Vượng xem được, mới có những cái chỉ đạo làm việc thanh tra. Giống như là tôi khi mà tôi lên live stream, các đồng chí làm việc với tôi ra điều kiện tôi cái gì? Tôi live stream như vậy là sai nguyên tắc, yêu cầu tôi gỡ xuống. Tôi bảo là nếu tôi sai chỗ nào thì tôi yêu cầu kỷ luật. Nhưng các đồng chí bảo là không, đơn vị lãnh đạo không muốn kỷ luật tôi mà chỉ yêu cầu tôi gỡ video xuống thôi. Thế đó có phải là sự trao đổi không? Đúng không ạ? Đó có phải là sự trao đổi không? Nếu tôi mới hỏi lại, nếu tôi không gỡ video xuống, tôi không gỡ video xuống thì các đồng chí sẽ kỷ luật tôi. Còn tôi gỡ video xuống thì các đồng chí không kỷ luật tôi nữa, đúng không? Thì các đồng chí bảo không, không kỷ luật nữa, mà tôi chỉ, các đồng chí chỉ mong muốn là tôi gỡ video xuống thôi. Thế vậy là những cái việc tôi nói là hoàn toàn đúng sự thật, đúng không? Tại sao là các đồng chí phải trao đổi điều kiện với tôi? Khi mà trao đổi không được lại quay sang dọa nạt, hù dọa và đưa gia đình người thân của tôi vào cuộc.
Tại sao phải như vậy? Phải không ạ? Vậy tôi mong rằng cái việc tôi chia sẻ ở đây là tôi nhờ cộng đồng mạng, và cộng đồng mạng cũng là những người để bảo vệ cho tôi quyền lợi tôi và bảo vệ con người tôi. Nhiều người nói là khuyên tôi đi lại tất cả mọi cái cẩn thận, đi đâu đi xe buýt, lên ô tô đi, đừng đi xe máy, nhỡ là xảy ra tai nạn hay là xảy ra cái này cái nọ. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc cũng không dám làm gì tôi đâu, bởi vì sống ở thời đại này không lẽ mà đến mức mà phải xử nhau như kiểu xã hội đen như thế, đúng không ạ? Tuy là có thể đụng chạm mà ảnh hưởng đến quyền lợi của nhiều người và có sự bao che này kia, thì tôi mong rằng những cái mà tôi nói ra đây và tôi chia sẻ các bạn ở đây ngày hôm nay, tôi mong các bạn hãy là giúp đỡ tôi để mong được cái clip này các bạn thông cảm để tạo tới. Và tôi nói thêm một việc nữa này. Ngày hôm qua có một chị, mà chị đó ấy, là tôi biết là một chị Nguyễn Thị Thu. Chị Nguyễn Thị Thu ở Gia Lai có vào Facebook của tôi bình luận như này. Tức là nói là nó bị ngáo đấy, và nó đã nghỉ rồi, nó không còn làm nữa, và bố nó bị điên. Là nói bố tôi bị điên ấy. Và nhà tôi ở cổng cao 1 trại giam Thủ Đức. Thì tôi hôm nay tôi cũng xin đính chính với chị Thu rằng một điều này này, là lúc đầu tiên tôi không biết chị ấy là ai. Và hôm nay tôi nói cho cộng đồng biết là chị Nguyễn Thị Thu ở vào bình luận ở trong cái Facebook, mà cái mà tôi xin thông báo với toàn thể nhân dân Việt Nam, đúng 20 giờ tối nay tôi sẽ live stream ấy, là chị ấy vào Facebook của tôi, các bạn có thể vào đó xem chị Nguyễn Thị Thu nói cái gì. Thì tôi nói để tôi sẽ nói các bạn nghe này. Bố tôi công tác tại đơn vị trại giam Thủ Đức và đến giờ có dấu hiệu trầm cảm. Đúng, tôi không cảm thấy có gì là xấu hổ. Tôi không có gì xấu hổ về cái việc đó. Bố tôi có trầm cảm. Trầm cảm là vì lý do gì? Cũng vì bức xúc, cũng vì sự chèn ép. Của lãnh đạo. Mà các bạn biết không, bố tôi đi tắm ấy, mà chính thức đồng chí Lê Bá Thụy cho người tắt điện đánh bố tôi ở trong nhà tắm. Các bạn nghĩ chắc là tôi nói đùa không? Mà cái đó ấy, chính vì cái việc đó mà bố tôi đã rơi vào trầm cảm. Bố tôi đang tắm ở trong nhà tắm,
và hai nữa là một người nữa là đồng chí đại tá Lê Bá Thụy và đồng chí Cơ đã đẩy bố tôi từ trên đường rớt xuống ruộng, xuống mương rồi đánh bố tôi ấy. Còn cái việc là bố tôi bị trầm cảm hay bị điên thì chị Thu ạ, chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Thế sau đó là tôi tìm hiểu chị Thu là như thế nào. Hóa ra là chị Thu là vợ của chú Mẫn làm đại ca một. Mà chị Thu là có mối quan hệ anh em dây dựa với đồng chí đại tá Lê Bá Thụy. Là tôi có hỏi ra là như vậy. Ôi cái việc là bố tôi mà bị gì như thế nào là nguyên nhân ra làm sao thì và bố tôi có bị trầm cảm là tôi cũng đã nói hết rồi là những nguyên nhân, và tôi không cảm thấy mặc cảm vì lý do vì những cái đó. Và tôi lên đây cũng có nhiều người và rất rất nhiều người trên cộng đồng mạng ủng hộ và giúp đỡ tôi, nhưng bên trong đó có những một vài người phá hoại, tìm cách kích động hay là khiêu động tôi, nhưng mà tôi không để ý vào đó. Bởi vì tôi tin vào đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, và tôi tin vào những gì mà bác Trọng đang chỉ đạo, đang làm. Ngày hôm qua mới Trung ương là đang mới cắt tất cả các chức vụ đối với một số lãnh đạo cấp cao, và lò vẫn đang luôn nóng. Và tôi tin vào việc một ngày sớm nhất tôi hay đồng chí Nguyễn Văn Hưng, trại giam Xuyên Mộc, sẽ sớm được trả lại sự công bằng. Hai đồng chí Hưng cũng ở trại giam Thủ Đức. Và tiện đây là tôi nói thêm là thêm một vấn đề nữa này, là đồng chí Tú đang công tác tại đơn vị trại giam Thủ Đức, hiện tại đang công tác tại trại giam Thủ Đức nhá, cấp hàm hiện nay là trung úy. Sau khi tôi đăng tải video của lên tố cáo những việc làm của lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức lên Facebook này, thì đồng chí Tú hiện tại đang công tác tại K5 trại giam Thủ Đức, cấp hàm thượng úy, có vào chia sẻ video của tôi lên các nhóm trên Facebook và bình luận trong video của tôi. Các bạn biết là đồng chí Tú sau khi chia sẻ video và bình luận những điều trên Facebook trong video của tôi, và đồng chí Tú bị xử lý kỷ luật và cho đình chỉ nghỉ công tác. Còn cái nội dung và những cái bình luận của đồng chí Tú như thế nào thì tôi sẽ đăng tải tất cả những cái bình luận của đồng chí Tú lên cho tất cả anh em bạn bè, cô dì chú bác trên cộng đồng mạng xem được cái điều mà đồng chí Tú nói về cái việc tôi tố cáo là có đúng sự thật hay không. Và đồng chí Tú là một người hiện tại là cấp hàm thượng úy đang công tác tại đơn vị trại giam Thủ Đức. Đã vào nói cái gì? Nói chế độ làm việc của đơn vị trại giam Thủ Đức là phát xít, quan liêu. Thế một cán bộ mà chiến sĩ đang công tác ở đó lại tại sao lại vào bình luận là phát xít, lại quan liêu? Mà nếu mà đồng chí đã bình luận và nói là ủng hộ tôi trực tiếp ở trong đơn vị, nói ủng hộ tôi, đã nói lên tâm tư nguyện vọng và những cái nỗi lòng của cán bộ chiến sĩ và những sự thật đang diễn ra tại đơn vị trại giam Thủ Đức,
thì tại sao lại không có ai về xử lý, ai không ai về làm việc? Khi mà tôi ra cả ngoài cục tôi thông báo và tôi báo cáo lãnh đạo cục, thì nay là tôi mong muốn là có những cái video và những cái tôi đang chảy hết ra đây sẽ có sự chỉ đạo của bác Nguyễn Phú Trọng. Bác Nguyễn Phú Trọng, của bác Tô Lâm, bác Nguyễn Xuân Phúc, bác Trần Quốc Vượng, Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ vào điều tra, sẽ làm việc. Các bạn biết nhé, một cán bộ chiến sĩ mà đang công tác ở trong đơn vị trại giam Thủ Đức mà không phải một mình cá nhân, nếu một mình cá nhân tôi lên nói có khi các bạn vẫn còn nói là chưa đúng sự thật, nhưng một người mà lên nói nữa và xác nhận sự việc đó và nói quan liêu phát xít thì các bạn thử nghĩ xem cái từ quan liêu phát xít là nó đến mức độ như thế nào thì các bạn có thể hiểu được, hình dung được là nó thế nào rồi. Như vậy thì cái việc tôi tố cáo đây là sai. Tôi còn yêu cầu cả ngày hôm nay và ngày hôm trước làm việc với các lãnh đạo, tôi yêu cầu là nếu mà tôi lên live stream mà sai thì các đồng chí cứ kỷ luật. Các đồng chí bảo là không, không kỷ luật mà chỉ muốn tôi gỡ video. Thế vậy là những cái tôi đăng tải là đúng sự thật. Vậy cái việc tôi nói đúng sự thật thì tôi yêu cầu cơ quan điều tra vào làm việc, nhưng lại không mời cơ quan điều tra vào làm việc về những cái việc tôi tố cáo. Thì cũng giống như đồng chí Tú xác nhận cái sự việc tôi tố cáo là đúng, đúng không? Còn nếu mà cái sự việc đấy không có thì thành ra đồng chí Tú cũng là người xác nhận nó là trở thành là vu khống. Mà không lẽ đi vu khống một cấp lãnh đạo, đại tá hay ban lãnh đạo đơn vị là rất là lớn, mà lại chỉ ở mức kiểm điểm trước phân trại, đúng không? Lúc đầu tiên khi đồng chí Tú mới lên chia sẻ, đăng tải video và bình luận lên đó, là các bạn biết ban lãnh đạo đơn vị trại giam Thủ Đức ra hình thức gì đối với đồng chí Tú không? Yêu cầu sẽ xử lý kỷ luật và tước quân tịch, đuổi đồng chí Tú ra khỏi ngành. Nhưng sau này là cũng không dám làm. Bởi vì sao? Nếu mà làm đồng chí Tú, đuổi đồng chí Tú thì sao? Thì chắc chắn đồng chí Tú cũng sẽ lên mạng giống như tôi để công khai sự thật. Nhưng để xoa dịu thì chỉ có bằng cách là kiểm điểm phân trại và để cho đồng chí ở lại tiếp tục là công tác. Các bạn thấy không? Tôi lên đây nói, tôi không phải là vì vấn đề tiền bạc hay là vì cái gì mà nó là về danh dự con người. Nó vì danh dự. Tôi không vì cái gì cả. Mà tôi nghĩ cần phải tìm lại sự công bằng, sự minh bạch, thế thôi. Tôi sai thì các đồng chí xử lý tôi, nhưng mà các đồng chí